đang quay phim mà. À, cứ quay quay đó, để nó quay. Đó, để nó quay đó. Đó, nó quay nó vậy. Thì con trai mỗi đứa một khác. Thì mà mình đi đã rồi mới đi chữa cháy. Với là con chiều trai. Chiều nay á, anh thì em là sợ thấy cái cháy đó nó đạo lắm. Thì hồi chiều nay dễ lắm. Cháy ở đâu? Cái chỗ Trung Đông 2 đó mà chị biết được cái khu vực đó. Đó, 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 đó. Cháy cái chị neo á, ờ, cháy đó hả? Trời ơi, cái xe nó cháy mà cháy bùng lên luôn. Xe nó ở trong cái shopping nó cháy hả? Rồi shopping nhân tờ không có cháy mà cái xe nó đậu ở đó. Nhưng mà cái xe ở trong cái shopping xe đậu ở đó hả? Dạ. Nó cháy bung lên chỗ lửa té nó lên nhà mình cháy vậy đó. Chị neo dữ viên mày giá. Rồi cái xe đó cái xe đó. À không, vậy là mình đã shopping thì giá của mình. Vậy là mấy xe nó cháy nó có bị không? Con thấy cái này nó không phải chữa mỗi cái xe nó không có. Từ may lắm.